Hello, xin chào toàn thể các quý vị, chúc ngày mới nhiều năng lượng. Khi sân bay Long Thành hoàn thiện đưa vào khai thác, thì những người làm việc phổ thông bình thường tại đây ít nhất cũng phải biết một trong thứ tiếng. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé. Theo bạn chuẩn bị khai thác cảng hàng không quốc tế Long Thành, khi đi vào hoạt động năm 2026, dự kiến sân bay Long Thành giai đoạn 1 cần khoảng 11.000 đến 12.000 cán bộ, công nhân viên. Sân bay Long Thành đặt ra yêu cầu người lao động phải biết tiếng Anh. Trong đó, cán bộ quản lý tối thiểu phải đạt TOEIC 500 hoặc tương đương trở lên. Còn lao động phổ thông tối thiểu TOEIC 300 hoặc tương đương trở lên. Số lượng lao động cụ thể như sau, chi nhánh sân bay Long Thành, thuộc Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam khoảng 2.000 lao động, Trung tâm Kiểm soát Tiếp cận tại sân bay trực thuộc chi nhánh Công ty, Quản lý bay miền Nam 250 lao động. Các hãng hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Công ty Cổ phần Hàng không, viết kết khoảng 200 lao động. Các hãng hàng không nước ngoài, chặng bay trên 1.000 km tính từ sân bay Long Thành, khoảng 100 lao động. Các công ty phục vụ mặt đất Gerson Handling khoảng 2.000 lao động. Các công ty hàng hóa hàng không Cargo Handling 500 lao động. Công ty cung cấp xăng dầu hàng không Aviation Fuel Company 500 lao động. Các đơn vị cung cấp suất ăn hàng không Catering Company 200 lao động. Các công ty bảo dưỡng tàu bay 750 lao động. Các công ty được nhượng quyền kinh doanh tại sân bay Long Thành như bán hàng miễn thuế, khách sạn hàng không, bán hàng lưu niệm, ăn uống, đổi tiền, kinh doanh vận tải, khoảng 3.000 lao động. Các doanh nghiệp được thuê thực hiện một số dịch vụ tại sân bay như là chăm sóc cây xanh, cảnh quan, dịch vụ vệ sinh nhà ga và các công trình hàng không, khoảng 2.000 lao động, tổng số khoảng 11.500 lao động, trong đó chưa bao gồm các cơ quan quản lý nhà nước như cảng vụ, hải quan, công an cửa khẩu, lực lượng kiểm dịch y tế quốc tế, kiểm dịch động thực vật. Về yêu cầu năng lực, chuyên môn đối với cán bộ, lãnh đạo quản lý phải tốt nghiệp đại học hệ chính quy, tiếng Anh tối thiểu đạt TOEIC 500 hoặc tương đương trở lên. Đối với lao động có tay nghề thì tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng hệ chính quy, tiếng Anh tối thiểu TOEIC 400 hoặc có thể hơn, riêng lao động phổ thông thì tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc hơn, và cũng yêu cầu tiếng Anh tối thiểu TOEIC trừ 300 tương đương hoặc hơn nữa. Vậy là chúng ta cũng nắm bắt sơ bộ thông tin cảng hàng không Long Thành rồi. Hãy chia sẻ cho người thân và con em chúng ta để biết mà chuẩn bị kiến thức hành trang khi muốn vào đây làm việc nhé. Giờ thì tạm thời chia tay với các quý vị các bạn thân mến. Hẹn trong số video lần tới. Xin cảm ơn.